Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đi ship hàng thì có giao cho một người cái loa. Lúc đầu thì mình thấy là nó cũng khá là to đấy và cũng bát 30. Nhưng mà giá của nó là 1.850.000. Thì mình có đập thùng loa và thử cho khách thì thấy thấy là có vẻ là cái mình sợ cái chất liệu nó không được chắc chắn và cái micro của nó cũng rất là nhẹ và hình như là bằng nhựa không phải bằng sắt nhưng chắc chắn như của Samsung đâu. Bát nó rất là yếu rồi các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ đôi lời với các bạn là xem là mua cái dòng loa gì ổn định và mình có thấy một vài dòng loa ấy, đấy là nó so sánh là như thế nào đấy. Thì các bạn nếu mà mua để nghe nhạc mà có loa bát không cần chắc thì mua tem Sennheiser hơn cái loại Malata. Mình về thì mình thấy là nó là Malata 9087 chứ không phải là Makita như ông kia ông nói. Thì ông Makita là nó của Nhật chứ không phải là của mấy cái hãng Trung Quốc nội địa. Hiện tại cái loa Sansui này cũng là của Trung Quốc nhưng mà sản xuất gần như kiểu công ty nó cũng chính hãng ấy, chứ không phải Trung Quốc là cái hàng nào nó cũng đẻo, hàng nào nó cũng không tốt đâu các bạn ơi. Và mình thấy cái chất liệu như ABS này sờ vào mình thấy là chắc chắn và cứng cáp hơn cái loa Malata 9087 kia rất là nhiều luôn các bạn nhé. Mà mình nhắc xuống cực kỳ và cái loa kia cũng thấy nhẹ hơn. Cảm giác cái độ hoàn thiện và cái độ sản xuất kết cấu của cái loa kém hơn cái loa này khá là nhiều luôn các bạn. Loa này cầm rất là chắc. Đấy, các bạn thấy chất liệu nhựa ABS và cái độ hoàn thiện của nó nhỏ gọn nhưng mà chắc nịch luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn so sánh với cái video mà mình đã quay được của cái loa mà mình ship cho họ nhá. Các bạn thấy cái loa này bát nó cực kỳ chất luôn. Các bạn mình chia sẻ để anh em nào mà có ý định mua dòng loa nào giá dưới 2 triệu thì các bạn nên tìm hiểu nhé. Thì mình đã tìm hiểu và mua cái dòng Sansui này. Bây giờ các bạn nghe xem cái bát của cái loa này nó chất như thế nào. Mặc dù nó rất nhỏ thôi nhưng mà công lực của nó cũng rất là ác đấy các bạn ạ. Các bạn bây giờ các bạn nghe nhé. Mình sẽ mở các bạn xem so sánh với cái video clip lần trước mình đã thử cho khách và mình cảm thấy rất là nhẹ. Chả nhẽ là mình đi ship hàng cho khách thì mình bảo là được đấy để mình giao được hàng thôi, chứ cái nhẽ bảo là nó thua con loa Sansui của mình thì họ lại không lấy thì chết. Mình chia sẻ thật lòng với các bạn để anh em muốn mua sử dụng một cái loa gia đình nhỏ gọn nhưng mà có cái độ chất và chuốt thì các bạn nên mua Sansui các bạn nhá. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem, các bạn so sánh với video clip lần trước mà mình test loa cho họ xem là nó sẽ khác biệt như thế nào. Mình cảm giác là cái bát của Sansui này nó rất là chắc khi các bạn chỉnh bát, nó chắc và nó không có cái độ yếu, bát rất khỏe. Còn cái loa kia nó có vẻ cái chắc nó hay hơn một tí, nhưng mà các bạn biết chỉnh chắc của cái loa này thì nghe cũng khá là hay, không đến nỗi nào đâu. Và hát thì mình thấy khả năng con này chắc chắn là hay hơn, bởi vì mic hút hơn, mà mình đã thử cái loa kia rồi. Các bạn nghe nhá, xem là nó độ hoàn thiện của loa Sansui A1266 này nó có hơn nhiều không. Và mình đã lựa chọn thì mình chia sẻ đến các bạn, thì chúc các bạn tìm hiểu và lựa chọn được con loa dưới 2 triệu. Và bây giờ mình chỉ tiếc là không đập tiền mua con loa A1566, chơi cái loa đấy với đã các bạn ạ, hơn 3 triệu các bạn nhá. Còn các bạn nào có tiền dư giả dùng lâu dài thì nên mua Sansui A1566, chắc chắn sẽ hài lòng các bạn và sẽ rất là vui nhà vui cửa các bạn nhé, chắc chắn luôn. Mình chia sẻ thực tế đến anh em để anh em chọn mua, và tiền của các bạn mua gì là việc của các bạn, mình chỉ chia sẻ để anh em tham khảo và quyết định thôi nhá. Bây giờ các bạn sẽ cho mình sẽ cho các bạn nghe cái bài và nhạc vàng ở Limix xem nó như thế nào các bạn nhé, xem cái bát này nó ok không nhé. Để buồn đêm khuya thương trong chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước với anh trong bát lên sao các bạn ơi. Tình đời tình cô đã bay tới gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu trước bóng nơi cô phòng và một lần chim mến đưa tim con đỏ sáng sớm mỏi mắt em chờ mong sầu thương đã đỡ tránh chi duyên tình giang dở đời người con gái. Hãy
chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Ngày ngày sao đón biết đâu anh còn nhớ chăng? Lệ buồn đêm khuya thương trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước với anh chăng? Tình này tình cô đơn bên bên gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu trước bóng nơi cô phòng. Và một lần chim én đưa tình con đò sang sông, mỏi mắt em chờ mong. Dầu thương đã lỡ tránh chi duyên tình giang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu trong
tình yêu như khúc ca. Đừng đợi cho hơi ấm dồn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình thương ngập nỗi nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi đàn bướm bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vâng. Như vậy mình lại vừa để cho các bạn nghe cái chất loa của Samsung A1266 này, bởi vì cái bass của nó cũng 30 thôi, nhưng mà tùy từng loại rất là chắc các bạn nhé, rất là chắc chắn luôn các bạn ơi. Và mình thấy lựa chọn cái loa này, các bạn muốn loa chắc chắc chắn và đập bass chắc thì các bạn nên mua Samsung các bạn nhé. Và độ hoàn thiện ở bên ngoài mình thấy là rất là ok các bạn ơi, các bạn nên chọn nhé. Và nếu có tiền các bạn nên mua loại hơn 3 triệu A1566, loại đấy sẽ hút bích hơn và hay hơn nữa, bởi vì tiền gần gấp đôi và bát 40 thì nó sẽ cao lên tầm khoảng bằng này và nó rộng ra khoảng thêm độ 10 phân nữa các bạn nhé, bởi vì bát 40 mà nó hơn bát 30 10 cm, thì các bạn chơi cái loa đấy sẽ chất lử hơn các bạn nhé. Hôm nay thì mình chia sẻ đến anh em, hôm nay thì ăn mặc lịch sự hơn một chút, còn là đường nếu mà các bạn nhìn thấy mình, các bạn có khi các bạn nhìn thấy mình lại bảo mình chăn vịt thì chết, ngại lắm. Thì mình chia sẻ đến anh em nhé, cảm ơn các bạn đã xem video clip. Các bạn nên chọn như ý định của mình thì là nhất định phải là Samsung các bạn nhé. Nên các bạn chúc các bạn mua được cái loa tốt, hát ok và bền bỉ, chất liệu nhựa tránh và chống và đập tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Thì video clip này mình cảm ơn các bạn đã tìm hiểu, mình chia sẻ các bạn tham khảo và ủng hộ kênh mình nhé. Và đón xem những video clip tiếp theo của mình, có nhiều điều thú vị đến với những video clip tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ những hiểu biết về xe, về những cái chuyến đi phượt hoặc là những thú vui ở nông thôn để các bạn tìm hiểu, các bạn thấy gì hợp lý các bạn quyết định, tiền các bạn cứ tiêu và thấy hợp lý các bạn đập tiền nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.